Let's go. Quỳnh này, nếu như Huy nhớ không nhầm thì Ulis TV là kênh truyền hình đầu tiên của sinh viên. Do sinh viên. Và vì sinh viên đầu tiên tại cũng. Quỳnh Kun. Huy Kỳ. Ồ. Hát mẹ làm chị cũng ơ. Ba. Ê, Quỳnh Kun. Những người thực hiện chương trình luôn không mong mong mỏi của bạn nhiều, tôi bị nhiều. Như các bạn vừa thấy đấy, ekip thực hiện chương trình đều là những người trẻ và hết sức là năng động. Mặc dù các thành viên, các thành viên trong Ulis TV. Mặc dù các thành viên của Ulis TV không được Như các bạn vừa thấy đấy, ekip thực hiện chương trình đều là những người trẻ với hết sức là năng động. Mặc dù chúng tôi Quỳnh Côn cũng hy vọng rằng Ulis TV sẽ trở thành một kênh thông tin bổ ích cho các bạn sinh viên và hy vọng sẽ có sự đón nhận nhiệt tình từ phía chính các bạn. Yeah. 2 1 bắt đầu. Quỳnh này, cứ nhắc tới mùa hè. Cứ nhắc tới mùa hè là được. Quỳnh này, cứ nhắc tới mùa hè là cậu nghĩ tới cái gì? Mùa hè, nhắc tới mùa hè là chị nghĩ nóng, nóng lắm ấy. Thì nóng gì? Nóng. 1 bắt đầu. Quỳnh này, cứ nhắc tới mùa hè thì cậu nghĩ tới cái gì? Nhắc đến mùa hè mình chỉ nghĩ nóng thôi, nóng lắm ấy, cậu không biết. Sao lần này diễn kém này? Nóng. Trời ơi, Quỳnh ơi là Quỳnh. Cậu có biết là trong khi cậu đã ngủ say tít thò lò thì các bạn sinh viên ngoại ngữ đã làm biết bao nhiêu điều có ý nghĩa không? Đó là gì vậy? Cái tiếng thế ạ? Cùng xem này. Chiếc này thì này. 1, bắt đầu. Vy ơi, ngày xưa Vy thi đại học Vy được bao nhiêu điểm? Hình như là mình được tận nhưng mà nhân đôi rồi. Mình điểm cũng sàn sàn thì thôi. Cười nên đeo mình sàn. Mọi ý kiến đóng góp xin các bạn gửi về hòm thư ulistv2013@gmail.com. Và hãy theo dõi các hoạt động của Ulis TV trên trang Facebook. Và bây giờ xuống nắp tí. 2 1 bắt đầu. Trải qua 20 phút đồng hành cùng chương trình Huy Kỳ và Quỳnh Côn, hy vọng chương trình đã mang tới cho các bạn những phút giây cực kỳ là phải. Và tất cả những gì các bạn nhìn thấy ngày hôm nay chính là thành công của tôi. Đâu của tôi mà, của tôi mà đấy kia tuổi. Xong nói nốt đi. Xin chào và hẹn gặp lại. For the weekend, don't want you for a night.